mà bóng đá Malaysia đã phải nếm trải thất bại khó quên nhất trước bóng đá Việt Nam. Một trận thua mà họ không hiểu điều gì đã xảy ra với một tình huống mắc sai lầm. Rất nguy hiểm, Bửu Ngọc vừa mắc sai lầm. Rất may là sau đó thì Bửu Ngọc chính là người đã sửa sai. Công dù chỉ cần hòa nhưng sẽ vẫn quyết tâm giành một trận thắng trước U23 Việt Nam. Rất nhanh. Vẫn đang là cầu thủ áo đỏ, Quang Hùng. Dứt điểm. Không vào. Cú đá của Hà Minh Tuấn. Tốc độ trong những đường truyền và trong những ý đồ lên bóng của U23 Việt Nam ngày hôm nay. Vào ngày hôm nay, sau khi bình phục chấn thương, đường truyền của Văn Quyết, bàn thắng, cú đá tốt, không có cầu bóng. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống lên bóng rất mạch lạc với đường truyền thông minh của Văn Quyết và tình huống di chuyển tốt của Văn Thắng. Một tình huống phối hợp mà có lẽ là U23 Việt Nam đã tập rất nhiều và nó mới đúng là sở trường của các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất tiếc là trong tình huống. Một tình huống để mất bóng rất nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Rất may đó là một cú đá không trung bóng. Một cú đá bóng găm vào lưới của Casimaler và cho đối phương không có chút cơ hội. Lần này thì cú đá đi không chính xác. Vẫn làm phong cách như vậy nhưng độ chính xác thì không còn nữa. Cú đá của Mạnh Hùng không vào. Roslan vẫn có được sự tập trung. Đó không phải là một vị trí thực sự thuận lợi cho một cú đá thẳng, nhưng Mạnh Hùng vẫn tạo ra những thử thách cho Roslan. Thứ hai cho U23 Việt Nam, cú đá của Mạnh Dũng. Đánh đầu. Đây cũng không phải là kỳ SEA Games đầu tiên của Văn Thắng. Văn Quyết. Vẫn đang là Văn Quyết. Quyết định thực hiện cú đá ngay. Nếu chính xác thì sẽ có một quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Bóng đã chạm chân một cầu thủ của U23 Malaysia. Cú chạm bóng bổng của Vũ Minh Tuấn. Đó vẫn chưa phải là một tình huống mang về cho chúng ta niềm vui. Với người chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi, tiếp tục là Văn Thắng. Ta đang theo dõi cú đá phạt của Mạnh Hùng trong một tình huống mà thiếu chút nữa thì Roslan, thủ môn của Malaysia, đã mắc sai lầm. Còn đây là tình huống mà Vũ Minh Tuấn đã tạt bóng vào trong. Pha lên bóng gần như là cuối cùng trong hiệp 1 của U23 Việt Nam. Quang Hùng, Văn Quyết, không vào. Một ngày quá xuất sắc của Roslan và đó là lý do chính khiến cho chúng ta chưa thể có bàn thắng trong hiệp 1 này. Rất chính xác với giải pháp lên bóng của Quang Hùng ngày hôm nay, khi cầu thủ áo số 20 là người thực hiện gần như tất cả những pha lên bóng đầy sức sống ở cánh phải. Nhất là khi cầu thủ Malaysia thi đấu rất thực dụng. Khó khăn vẫn chưa qua đi với khung thành của Bửu Ngọc. Chu Chu là cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên ở SEA Games năm nay cho U23 Malaysia. Bàn thắng vào lưới của Brunei. Đây là một tình huống mà Văn Thắng cũng đã lùi về rất sâu để tham gia cho hỗ trợ. Dứt điểm.
Không vào. Cú nhà bóng lại hợp lý. Cú chơi bóng vào trong của Tiến Thành. Pha làm tường tốt của Văn Quyết và người đá là Văn Thắng. Quang Hùng. Vẫn là Quang Hùng. Gần như toàn bộ cầu thủ Malaysia đã lùi về. Hơi khó hiểu cho tình huống tham gia vừa rồi của Bàng Hồng Quân. Đá ngay của Chu Chu. Bản thân Thái Lan cũng chưa mang đến sự thuyết phục và toàn diện. Văn Quyết! Không ai đón được pha căng ngang vừa rồi của Văn Quyết. Và nếu như đó là một cú bóng nhà bóng ra tốt hơn thì Danh Ngọc đã có thời cơ. Không hiểu là trong tình huống này thì Văn Quyết định thực hiện một đường truyền hay dứt điểm ngay. Không có nhiều cơ hội chúng ta có thể vượt qua được hàng phòng ngự số đông của UEFA Malaysia như trong tình huống này. Có lẽ đó là một tình huống dứt điểm của Văn Quyết. Rất nguy hiểm. Chu Chu là người có cơ hội và lưới của U23 Việt Nam đã rung lên. Trong một thế trận mà họ mong muốn được phòng ngự với số đông và chờ sự sơ hở của đối phương để mở những đợt phản công. Điều xấu nhất đã xảy ra với U23 Việt Nam trong một tình huống như thế này. Khi không có ai theo sát với Chu Chu, bởi Quang Hùng thì gần như được giao nhiệm vụ tham gia vào những tình huống tấn công và tất cả đã bỏ quên cầu thủ mang áo số 5 của Malaysia. Rất khó chịu. Bàn thua thứ hai đã đến. Những kịch bản tệ nhất như thế này cũng đã được lường trước khi mà U23 Việt Nam không sao khoan thủng được khối bê tông vững chắc ở hàng phòng ngự của U23 Malaysia. Và khi sự nôn nóng xuất hiện, việc ghi bàn bất lực, không bất ngờ khi Malaysia không chỉ có một mà có hai bàn thắng. Phi Sơn đã được tung vào sân để tạo ra thêm giải pháp. Mà Hồng Quân, cuối cùng thì U23 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng. Bàn thắng thứ ba của Ba Hồng Quân. Và bàn thắng này cũng chỉ đến từ một tình huống mà cầu thủ U23 Malaysia đã nghĩ tới chiến thắng, đã nghĩ tới đối thủ Indonesia và lơi lỏng ở khâu phòng ngự. Điều này gần như không xuất hiện trong cả hiệp 2.